Tiếp tục thông tin về thiệt hại do bão số 8 gây ra tại các tỉnh phía Bắc. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp, nhưng bão số 8 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho diện tích cấy lúa chất lượng cao, cây vụ đông và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hải Dương. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, do ảnh hưởng của bão số 8 đã gây mưa to gió lớn trên toàn tỉnh. Lượng mưa đo được rất lớn tại nhiều huyện như Ninh Giang với 214mm, Kim Thành 205mm, Thanh Hà là 198mm và Kinh Môn là 184,3mm. Mưa lớn trên diện rộng đã làm gần 5.800 hecta lúa bị ngập úng, gần 10.000 hecta cây vụ đông bị thiệt hại, 340 hecta ao hồ nuôi thủy sản bị ngập tràn và vỡ bờ. Tổng thiệt hại ước tính trên 804 tỷ đồng. Thế còn trước mắt thì ngành nông nghiệp giao cho ủy ban các huyện, thị xã, thành phố là dùng kinh phí ngân sách của địa phương là hỗ trợ kịp thời những nơi nào một là phải gieo cấy lại ngay. Cái vấn đề thứ hai là xử lý những vấn đề về kỹ thuật như là vấn đề bón phân hay là chủ động công tác phòng chống bệnh sau lũ ống, thì cái đó là cũng đã giao. Vấn đề thứ ba là đã giao cho ngành điện phải đáp ứng được khôi phục khắc phục cái sự cố điện để cung cấp điện cho các trạm bơm và yêu cầu ngành thủy nông để bơm kịp thời. Bây giờ vấn đề cốt yếu để cứu được lúa và hoa màu. Hiện nay tỉnh Hải Dương đang gấp rút thực hiện các biện pháp bơm nước tiêu úng, huy động tối đa mọi nguồn lực để thu hoạch toàn bộ diện tích lúa bị ngập úng, khắc phục diện tích cây vụ đông bị thiệt hại, đồng thời báo cáo lên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xem xét hỗ trợ cho nông dân vùng bị thiệt hại. Phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa đưa tin, vào chiều 30 tháng 10, tại cửa biển Lạch Hới, nằm giữa địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, đội thợ lặn trên tàu HB 3274 và ND 2597 đã trục vớt được con tàu chìm được tìm thấy hôm 22 tháng 10 và đưa vào gần bờ dưới sự giám sát của lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa, chính quyền xã Hoàng Phụ. Hầu như toàn bộ thân tàu đã nổi lên mặt nước và được xác định đây không phải là tàu chở vàng, tàu cổ, tàu chở vũ khí, tàu quân sự, tàu hải quân như lời đồn đoán bấy lâu nay. Tàu có trọng tải khoảng 45 tấn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và chính quyền xã Hoàng Phụ sẽ tiếp tục cho hai tàu HP 3274 và ND 2597 trục vớt con tàu đắm nói trên. Trong quá trình trục vớt, để đảm bảo đưa toàn bộ phương tiện bị chìm vào bờ, hai tàu nói trên được phép cắt bỏ những phần nổi bên trên để giảm trọng tải và kéo vào gần bờ. Đến giờ phút này có thể khẳng định rằng con tàu đắm có hai khả năng. Một là tàu đánh cá của sinh nghiệp đánh cá Lầy Vạn, Thanh Hóa. Hai là tàu vận tải VS. Hai dạng tàu này đều mua từ Trung Quốc. Tại hai cái tàu trục vớt tham gia trục vớt ở trên bong tàu trống rỗng, không có một cái gì gọi là nói đến tàu cổ. Cũng không có một cái gì nói là đó là sản vật từ thời gian xưa. Tại hiện trường, các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật khác như than đá, bánh lái của con tàu, mũi tàu. Trước đó, ngày 22 tháng 10, trong khi được thuê để khơi thông luồng lạch sông Mã, đoạn từ gần chân cầu Hoàng Long đến cửa biển Lạch Hới, hai tàu HP 3274 và ND 2597 đã phát hiện một xác tàu chìm sâu khoảng 20 mét. Vụ việc đã được báo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và tỉnh đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an Thanh Hóa phối hợp xác minh và tiến hành trục vớt con tàu bị đắm. Sau một năm đưa vào vận hành, nhà máy điện tua biên khí Chu Trình hỗn hợp Nhân Trạch 2 đã hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia, đạt mốc 5 tỷ kWh. Đây là nhà máy điện được các chuyên gia đánh giá là có hiệu suất vào loại cao nhất hiện nay ở nước ta. Theo đó, nhà máy điện Nhân Trạch 2 sẽ duy trì cung cấp khoảng 5-6% lượng điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo yêu cầu điều độ điện quốc gia. Nhà máy điện Nhân Trạch 2 được xây dựng tại xã Phước Khánh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư với tổng số vốn 700 triệu đô la Mỹ, công suất đạt 750 MW với sản lượng điện thương phẩm năm 2012 đạt 4,2 tỷ kWh. Việc đưa vào vận hành nhà máy điện Nhân Trạch 2 không những góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường do nhà máy tuân thủ cơ chế phát triển sạch của Liên Hợp Quốc. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới có thể xem xét đánh thuế đối với mặt hàng vàng nhằm quản lý thị trường vàng để không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô và đảm bảo ổn định tỷ giá. Hiện nay vàng đang chịu thuế xuất khẩu là 10%, còn vàng nguyên liệu nhập khẩu thì không chịu thuế. Ngân hàng Nhà nước khẳng định vàng là mặt hàng không khuyến khích tiêu thụ, chính vì vậy việc đánh thuế là cần thiết. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất với Bộ Tài chính xem xét đánh thuế đối với mặt hàng vàng.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng ủng hộ việc làm này, tuy nhiên cho rằng cần cân nhắc thận trọng khi triển khai. Vàng thực chất nó là một cái hàng hóa không khuyến khích kinh doanh, mà về nguyên tắc đã không khuyến khích kinh doanh thì phải đánh thuế. Cái thuế đấy nó có thể là thuế giá trị gia tăng hoặc nó là thuế tiêu thụ đặc biệt. Các chuyên gia kinh tế cho rằng trong quản lý thị trường vàng có rất nhiều nội dung như vấn đề xuất nhập khẩu, đơn vị kinh doanh, tiêu chuẩn, tiêu chí dự trữ vàng miếng. Và đánh thuế vàng cũng là một nội dung trong đó. Vấn đề quan trọng là làm sao đưa ra được một lộ trình phù hợp để quản lý tốt hơn thị trường vàng. Quy trình, quy chế, lộ trình điều hành, nó rõ ràng, nó minh bạch, nó công khai, nó thuận lợi. Nó không gây một cái rủi ro cho doanh nghiệp và cũng không tạo nên một cái những cái yếu tố, những cái sửa để nó đầu cơ trục lợi, làm giá rồi thì gây rối thị trường. Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị nếu đánh thuế đối với mặt hàng vàng, cơ quan chức năng phải có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo sự công minh, công bằng, giải quyết được mục tiêu chính sách để không ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Ngày 30 tháng 10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên Môi trường đã phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc và Quỹ Môi trường Toàn cầu tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Nội dung của dự thảo chiến lược gồm 6 nhóm mục tiêu chính, 34 nhóm nhiệm vụ, 39 chương trình dự án ưu tiên trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học. Với một chiến lược toàn quốc như thế thì nó sẽ là cái kim chỉ nam cho tất cả những hoạt động về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước, bao gồm những cơ quan quản lý ở trong chính phủ cũng như là các cái đơn vị liên quan ở các địa phương cũng như là các cái tổ chức phi chính phủ có liên quan tới công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Việt Nam đã có luật đa dạng sinh học từ năm 2008, nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện được ban hành. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến cũng đã được tăng cường. Tuy nhiên, đa dạng sinh học ở nước ta đang bị suy giảm nghiêm trọng. Do đó, chiến lược quốc gia được kỳ vọng sẽ phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và cá nhân trong xã hội tham gia vào công tác bảo tồn sinh học. Cái điều quan tâm nhất trong cái dự thảo chiến lược này là phải tìm ra được cái nguyên nhân là nó suy thoái và suy giảm. Thứ hai là phải tìm ra một cái giải pháp một cách cơ bản. Và giải pháp cơ bản ở đây nó chứa hai cái điều quan trọng. Một là nhận thức của các cấp cao. Hai là anh có cho sử dụng cái đa dạng sinh học một cách bền vững. Anh chia sẻ với người dân. Ví dụ cái người dân người ta sống gần rừng thì phải cho người ta dùng những các cái lâm sản ngoài gỗ, xong đó người ta mới bảo vệ rừng. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và góp ý các vấn đề chính được nêu trong dự thảo, nhất là những thách thức trong quản lý đa dạng sinh học, lựa chọn các vấn đề trọng tâm ưu tiên của chiến lược cho 8 năm tiếp theo 2012-2020, xác định vai trò và sự tham gia của các bên liên quan trong việc triển khai chiến lược, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan quản lý cấp tỉnh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 30 tháng 10, tại doanh nghiệp tư nhân Đức Tâm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến 21 công nhân đang làm việc tại xưởng bị thương nặng. Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng lên từ khu vực sản xuất gỗ của doanh nghiệp Đức Tâm. Khi phát hiện cháy, hàng chục công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp đã sử dụng bình chữa cháy và múc nước dội vào đám cháy. Tuy nhiên, khi hàng chục công nhân đang tham gia dập lửa, thì một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Ngọn lửa trùm lên và chắn cả khu vực cửa ra vào, làm 21 công nhân tham gia chữa cháy bị kẹt lại. Nhiều công nhân khác ở phía ngoài nhà xưởng đã sử dụng hệ thống phòng cháy tại chỗ, dập lửa giải vây cho số công nhân này. Là công nhân bắt đầu ở trong xưởng ùa ra, chạy ra. Thì cô thấy... Là ra... Không biết nữa, tại vì cứ thấy chạy ra một hai người chạy ra, người nào cũng bị cháy, là không biết bao nhiêu người. Khi mà mình chạy ra khỏi xưởng rồi chạy về nhà là đứng cứ thấy xe máy chở hai người là chở ra. Rồi tụi tôi là thấy vậy la lên chạy lại, xung nhau chạy, rồi mấy kia chữa lửa đó mới bực cháy đó. Dạ, giờ thì mới vừa cháy là lấy ống, mấy ông này kéo ống vô tưới, rồi vừa tưới ngang cái là phật cái táp ra liền, rồi tóc bỏ chạy chứ không biết gì nữa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương tới hiện trường chữa cháy.
Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, 21 công nhân mắc kẹt trong đám cháy đã bị bỏng nặng, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Các bệnh viện trên địa bàn đã khẩn trương cấp cứu các nạn nhân. Đến 18 giờ cùng ngày, 21 ca nhập viện Thống Nhất đã được sơ cứu. Sau đó, các bác sĩ đã quyết định chuyển 16 ca bị thương nặng lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. 5 ca còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện Thống Nhất. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, trong số 16 ca chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, có 4 ca bỏng từ 50 đến 60% diện tích cơ thể, đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Những ca còn lại độ bỏng từ 30 đến 40% diện tích cơ thể. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và danh sách nạn nhân vụ cháy trong bản tin tiếp theo.